Trong một phát biểu trước báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier nhấn mạnh nếu giao tranh không dừng lại, việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo tiếp tục bị cản trở, cuộc khủng hoảng ở Sudan sẽ trở nên tồi tệ hơn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Tình hình thực tế còn có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Như các đồng nghiệp của chúng tôi đã báo cáo nhiều lần, khả năng tiếp cận của các tổ chức nhân đạo bị hạn chế rất nhiều. Hơn một nửa số bang ở Sudan không thể tiếp cận. Số liệu thống kê cho thấy xung đột tại Sudan giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và đẩy hơn 8,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có gần 1,8 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng. WHO cảnh báo hệ thống y tế ở Sudan đang sụp đổ do thiếu trầm trọng đội ngũ nhân viên y tế cũng như thuốc men, vaccine, thiết bị và các vật tư y tế.